Cô bật camera lên. Ok. Can you see me? Con nhìn thấy cô chưa nào? Thấy cô. Ok. Now. Let me see. Rồi, bây giờ mình học bài tiếp theo nha. Cô còn nhớ hôm trước mình học bài gì không con? Hả? Bài gì? Cái gì? Nói gì vậy? Bạn nói là bài gì? Bài gì? Okay, I said this with you. Bây giờ cô share bài với con nha. Let me see. Hôm trước là con học letter E á. Bây giờ con còn nhớ không? Còn nhớ trong letter E có gì không ta? Letter E. Con nói cho cô xem, letter E con có chữ gì ta? Con nhớ không nào? Hả bố, where are you? Sao cô nhìn thấy có cái trần nhà, cô không có thấy con. Ok, mình đẹp vậy, mình để không để cô thấy. Trời trời, lé cái lưỡi ra thấy ghê không? Vừa mới khen đẹp, lé lưỡi ra thấy ghê không? Nào, rồi, bây giờ cô mình ôn lại bài cũ xíu nha, rồi mình học bài mới ha. Ok, letter E. Let me see. Con sẽ có letter E here. Mình coi xem thử mình sẽ có chữ gì trong letter E nè. Here, I said this with you. Game phải là with game. With game là... Coi, with game là một cái trò rất là ghê. Mình chưa học cái này chứ. Quên, cô nhầm. Sorry. Đây. Con không học được. Con là... Con nên 6 tuổi rồi. Okay, let me see. Để cô xem nha. Bị lung tung rồi. Lung tung vậy. Cái bài nó letter E here. Rồi mình xem nha. Tự nhiên le lưỡi mình ghê quá vậy. Nhiên lớn rồi chưa le lưỡi. Here. Sao cô cứ xe là nó bị vậy? Paul đang nhìn thấy cái gì trên màn hình vậy Paul? Cô có nhìn thấy cái gì trên màn hình đâu. Không nhìn thấy ha, gì đâu. Ha, bia phải luôn. Ok, here. Rồi, bây giờ mình sẽ có nè. Hôm trước con học là egg. Con sẽ có nè. Ok, letter E. Con xem letter E nhé. Letter E. Let's learn about the letter E. Now. This is a capital E. Capital E. This is a lowercase e. Lowercase. You know how the E looks now. Let's make the letter E sound. Yes. E is for egg. E is for elbow. E is for elephant. Elephant.
elephant. E is for elf. Elf. E is for emperor. Emperor. E is for empty. Empty. You know some E words. Now let's make the letter E sound. Letter E. Your turn. Okay. Oh. Letter E. Con sẽ có nè. Cái này con biết viết rồi đúng không? Mình sẽ viết chữ E. Con biết viết chữ E chưa? Chữ E chưa nào? E. Chữ E. Đây là chữ E hoa nè. Và chữ đây là chữ E thường nè. Ok. Có dễ không? Viết có dễ? Chữ này có dễ không Paul? Yêu hay dễ. Con chỉ cần gạch thẳng một cách vừa hay phải. Con chưa e, con chỉ cần gạch thẳng một cách. Thì sau đó là nên này. Là xong. Ok. Chỉ cần gạch thẳng thôi nhé. Giữa con gạch như này, giữa con gạch như này, gạch như này, gạch ba cái. Ừ. Ok. Now, continue. Mình sẽ có. Now, vocabulary here. Cái này dễ, bài này dễ nè. Con sẽ có là. Egg. Egg. E for egg. Elephant. 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 À rồi cái này là gì ta? Cái lỗ tai là gì? Còn nhớ không? Mình mất tiêu rồi. Yes, good. You're right. Ear. Okay. E for egg. E for elephant. And E for ear. Okay. Next, con sẽ có cái gì đây? Cái gì ta? Cái đôi mắt là ai? Ai. Excellent. Ok. I. Rồi cái con này là gì? Con này là gì ta? Con này là gì? Không quên này. Con sẽ có là cái con đại bàng á. Paul có biết con đại bàng không? Paul có biết con đại bàng không? Con sẽ có từ gì? Eagle. Eagle. Nè, con sẽ có từ đó là eagle. And Earth. Earth. À, là quả địa cầu á, nơi mà mình đang sinh sống đây nè, là trái đất đó thì gọi là Earth. Ok. Earth. I. E for I. E for eagle. E for eagle. And E for Earth. Ok. Good. Rồi. Ví dụ giống như ai hỏi con cái gì what is this is mà nó bắt đầu bằng chữ e thì con sẽ trả lời là is an. Ok. For example, is an elephant, is an ear, is an eagle and is an eye. Nào, con sẽ trả lời dọa với cô nha. Is an elephant. Nào. Nào cô. Is an elephant. Yes. It's an eye. Yes, good job. Isn't cái hình này là gì? Isn't egg. 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 And isn't earth. Now, isn't earth. Okay, good job. Hôm nay Paul học giỏi quá ha. Rồi bây giờ cô sẽ học cái cô che lại nha. Bây giờ cô che lại coi thử Paul có nhớ từ không nè. Bây giờ cô che lại Paul đoán nha. Isn't what? It's an elephant. It's an elephant. Okay, now next. It's an. It's a. Trái đất gọi là gì? Quên rồi. It's an earth. Now earth. Earth. Now earth. Now con đọc với cô nào. Earth. Earth. It's an earth. Okay. Rồi bây giờ cô share cái hình khác nha. It's an eagle. Yes, it's an eagle. Good job. And this one. How about this one? Okay. It's an egg. It's an egg. You did it. And how about this one? It's a ear.
It's an ear. And the last one, let me see. For the last one, it's an eye. Rồi bây giờ cô mở ra nha. Now I open it. Bây giờ cô chọn nha. Bây giờ cô mở ra folder nói xem có đúng không nha. Let me see. I choose the eraser. This one. It's an egg. Now this one. It's an eagle. Yes, very good. And how about this one? It's an elephant. Okay. It's an earth. Con có chữ earth. Earth. And it's an eye. And it's an ear. Okay, very good. Now we move to the next part. Mình xem tới phần tiếp theo mình có gì nha. Rồi. Cái này khó quá. Ví dụ giống như con sẽ thấy ở đây có 3 quả trứng này, thì con sẽ nên trả lời cô là, ví dụ cô sẽ hỏi con là what are they? Con sẽ trả lời cô là they are three eggs. Okay, con thấy 3 quả trứng thì con sẽ đặt cái số 3 ha, number 3 here. Và con nhớ đằng sau này nó có chữ s nữa. Nó thay bằng cái chữ nhiều của mình đó. Nhiều quả trứng đó thì bây giờ mình thay chữ eggs. Ơi, cái mặt thì làm gì xấu vậy? Hả? Con làm con monster hả? Con làm con monster vậy hả? Để hả? Hay con ma hả? Cho cái mặt mình đang đẹp đẽ tự nhiên mình làm cho xấu quắc luôn. Rồi, con sẽ có là they are three eggs here for number one. X. Okay, they are three eggs. And next, number two. They are two ears. Very good. It's a three elephant. Yes, it's three elephants. Okay. Hôm nay con học giỏi quá ha. Con học giỏi hơn anh Simon luôn á. Okay. Nào, con đọc lại với cô một lần nào. They are three eggs. Two ears. It's a three elephant. Very good. Hôm nay Paul học giỏi quá nào. High five, Paul. Okay. Good job. Hôm nay Paul học giỏi hơn anh Simon luôn á nha. Anh Simon hôm nay học ở quậy lắm đó nha. Ha. Nào, tiếp theo. Now we play a game. Bây giờ mình xem cái game này xem nha. What are they? What are they, Paul? Con trả lời cho cô xem. What are they? What are they? It's a eagle. Con sẽ trả lời là they are. Mấy con, mấy con? Có mấy con eagles đây? Con đếm xem. It's a four eagles. Con sẽ trả lời là they are four eagles. Now. It's a four eagles. Con thêm một chữ S ở cuối nữa. Eagles. Good. Now, next. What are they? It's a five ants. Yes, they are five ants. Very good. Hôm nay Paul vừa học quá giỏi luôn. Now, they are five ants. And what are they? Oh. Cái này là gì ta? Bánh gì à? Mấy cái bánh này, bánh gì con cake. Con có từ cake á. Cái bánh birthday cake đó thì con chỉ có là chữ cake thôi. Con sẽ nói là they are. Con đếm xem có mấy cái bánh. Con đếm xem. It's nine cakes. Yes, they are nice. They are nine cakes. Good job. Excellent.
Okay, and what are they? Ha, cô có biết cái này không? Cô có biết cái này không? Không biết đâu. Đó là bánh donut. À, bánh donut. Con có thích ăn bánh này không? Đó là con ăn thử ngon lắm. À, cũng ngon lắm hả? Okay, and now tell me, what are they? Có lần con được ăn bánh này nè. Cái bánh nè. À, con ăn cái bánh giống y chang vậy luôn hả? Bánh y chang. Bánh ăn tròn hết. Okay. Now tell me. Con còn được ăn cái bánh này nữa nè. Đâu bánh nào nữa? Bánh mà con quấn màu đỏ đỏ. À, cô thấy rồi. Con có ăn bánh sô cô la không? Sô cô la con có. Có. Có hả? Con... có ăn cái đó mà nó màu hồng. Ok. Rồi mình học tiếp nào. Rồi bây giờ con đếm xem ở đây mình có bao nhiêu cái bánh donut nào. Yes. Thì con sẽ có từ đó là 15. 15 donuts. Now, 15 donuts. Very good. Hôm nay cô học giỏi quá chừng luôn ha. Now, what are they? What are they, Paul? How many elephants? 7 elephants. 7 elephants. Now, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, here, how about this? Con có nhìn thấy cái con này không? Con đếm lại xem. How about this one? Can you see this one? Another. How many? Có một con khác đằng sau có không? Con đếm xem. Is it eight? Có phải 8 con không? 8 or 7? Nào. À, con thấy hả? Con thấy mà đúng hả? Con thấy vậy. Con voi. Nào. Là con voi thiệt hả? À thì con voi đúng rồi, nhưng mà cô hỏi là có mấy con voi? Con sẽ có nè. 1, 2, đúng không? 3, 4, 5, 6, đúng không? Đúng rồi, 7 and 8. Okay, we have 8. So, vậy là con sẽ trả lời cô là they are 8 elephants. Yes, they are 8 elephants. Good job, Paul. Now to the next, mình xem tiếp theo mình có gì nha. To the next. Here, let me see. I saw you. Now, what are they? What are they? Mắt cô có màu vàng. Mắt cô màu đen. Mắt cô màu vậy. Mắt cô màu đen. Mắt cô màu đen giống con. Cô thử nhìn mình như này đi. Cô thử nhìn được như này nè. Màu đen thiệt. Màu đen thì ok, phải màu đen thôi chứ. Now, what are they, Paul? They are two. Two eyes. Yes, they are two eyes. Paul hôm nay cô học giỏi hơn assignment thiệt rồi. Assignment là không có trả lời luôn, không có nói gì luôn. Rồi, now look at the picture and them. They are. It's two ears. Yes, they are 2 ears. Good job. They are 2 ears. They are 2 ears. Con sẽ đưa cái tai của con và con sẽ nói nè. They are 2 ears. They are 2 eyes. Now your turn.
một nè, hai nè. Nó có sẽ đếm là one, two eyes. One ear, two ears. Nó one ear. One, two. Ok. Oh, gì? Tự nhiên đưa cái miệng. Now, what are they? So many. Cái này không đếm được luôn rồi. Cái này, con sẽ trả lời là they are eggs. Now, they are eggs. Con có thích ăn trứng không? Con có thích ăn trứng không, con? Con có thích ăn trứng không? Con có thích ăn trứng không? Do you like eggs? Tự nhiên banh cái miệng ra ghê vậy. Cứ tự nhiên khi không banh cái miệng ra, nó xấu xí luôn à. Họ hắn không lẽ. Hắn không lẽ. Con mất răng. Con bị mất răng hả? À mất răng rồi hả? Giống bà ngoại luôn hả? Mai mốt là giống bà ngoại luôn hả? Già hơn bà ngoại luôn hả? Con già hơn bà ngoại luôn hả? Bà của con chưa mất răng. Pau mà rụng răng, pau mà mất răng là cho pau già hơn bà ngoại luôn đó. Okay. They are eggs and I like eggs. Okay. And what are they? Now look at the picture and tell me what are they, Paul? It's a they are. Con sẽ trả lời là they are. They are. Is a six. Six what? Six. Quên mất tiêu rồi ta. Six dinosaur. Now six dinosaur. Okay. Okay, very good. And what are they? Cô có biết con này không ta? Con không biết. Con nai là deer. Con có từ nai là deer. How many? Nào, con đếm thử xem có how many deers. How many deers, Paul? How many deers are there? It's a five deer. Yes, they are. Con sẽ trả lời con đừng có it's a. Con sẽ trả lời là they are five deer. Now, they are five deer. They are five. Okay. Five. Okay. Rồi, bây giờ con sẽ nói cái này nữa. Con trả lời cô mấy cái hình này xong rồi mình sẽ nghĩ nha. What is it? Nào, hình thứ nhất it's là a, It's an elephant. It's a ear. Con sẽ có it's an elephant, it's an ear. Okay, and how about this one? This one is an? It's an eagle. Earth. It's a eagle. And it's an earth. It's an earth. Okay. Now we stop here and we will sing this song. Do you want to sing this song? Con có muốn nghe bài hát này luôn không? Okay, to end our class by this song. Okay. Are you hungry? Nào con nói gì? Con nói muốn nghỉ chứ không muốn nghe. Okay, mình sẽ nghỉ hôm sau mình nghe bài hát này nha. Yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye, Paul.